Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rubik Ocean. Thì trên tay mình đây là một con Pyraminx của hãng ZQ như thế này. Thì các bạn biết ZQ thì họ có một cái bộ Rubik Carbon á, cái sticker dòng Carbon. Thì con Pyraminx này cũng vậy. Thì con Pyraminx này cũng là cái phần sticker á, nó cũng là cái vân dạng kiểu Carbon như thế này. Và Carbon kiểu là cái vân vân nó nhám nhiều hơn á. Nhưng mà cái con này là một con dạ quang nha. Thì mình nghĩ là cái con này cũng khá là ít shop bán rồi, tại vì ở trên thị trường cũng không có nhiều đâu đó. Và con này á, chơi thì cũng được thôi, chơi thì cũng được. Nhưng mà cái con Pyramid này á, nó chỉ thuộc dạng gọi là hàng sưu tầm thôi, chứ nó cũng không có dạng gọi là chơi speed nhiều. Hoặc là các bạn để chơi công thức, hoặc là để làm quen Pyramid thì cũng có thể mua nó cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn hơn á, các bạn, mình nghĩ là các bạn nên đầu tư một con Pyramid xịn hơn thì nó sẽ ok hơn. Đây là một con Pyraminx dạ quang. Thì bây giờ mình sẽ đưa vào tối cho các bạn coi thử nó dạ quang như thế nào nha. Đây là con Pyraminx mình đã đưa vào bóng tối này. Đấy, các bạn thấy nó phát sáng không? Đẹp không? Đó. Đây là một con hàng cũ mà mình đã cất rất là lâu rồi, nhưng mà nó vẫn phát sáng được như thế này. Mà nó phát sáng và ánh lên cả sticker luôn, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp. Ở đây thì mình không có rảnh để mình tháo cái sticker ra. Nếu mà tách sticker ra thì nó sáng cả khối luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, như này. Rồi đó. Và cái con này á, thì nếu mà các bạn tháo sticker ra á, thì mình nghĩ nó rất là đẹp luôn. Và để trưng bày nó cũng khá là ok. Nhưng mà ở đây mình không thích, mình cứ để cái màu vàng thôi. Lúc mình thích chơi thì mình lấy ra mình chơi. Và cái con Pyramid này á, ở trong cái video hướng dẫn giải Pyramid theo pháp giải OK thì mình đã dùng cái con Pyramid này, nhưng mà mình chưa có review được. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn luôn nha. Về cảm giác xoay á, thì mình nghĩ nó cũng khá là hơi rít một xíu, hơi khô á, tại vì thứ nhất là mình không có lúp. Đó. Và cái con Pyramid này á, thì nó theo cái hệ kiểu là Pyramid đời cũ, nó sẽ có bi. Đó, bi. Giống như cái con QG Queen A thì nó cũng sẽ có bi như thế này. Hoặc là một số loại skill bi thời xưa thì nó cũng sẽ có cái viên bi ở dưới như này. Đó. Nó thay như cái 500 vậy thôi. Nhưng mà cái giá thành nó cũng không có nâng cao bằng cái việc mod 500. Đó. Và ngay cả cái phần chóp này nó cũng có cái khớp luôn nha. Cái miệng xoay các bạn sẽ kêu tách 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 như thế này. Đó. Còn với cảm giác xoay á, thì mình thấy hồi nãy mình nói rồi, nó cũng không được mượt nhiều cho lắm. Nếu mà lúp vô thì nó cũng vậy thôi. Thứ hai nữa là cái phần sticker, nó gọi là carbon nhưng mà nó có vân, nhưng mà nó không bám tay nhiều. Nó không phải là cái vân kiểu như vân của carbon, cái dòng carbon. Nó vẫn có cái vân chấm chấm như là carbon vậy thôi. Mình mình không muốn nhớ rõ cái carbon nó màu, cái đường dọc dọc, dọc hay là như thế nào, còn đây là kiểu chấm chấm chấm. Đấy, như các bạn thấy này đó. Thì mình cầm nó cũng không có mượt tay cho lắm. Nhưng mà nói chung á, nếu mà các bạn sưu tầm được á, thì mình nghĩ là nên tháo cái sticker ra thì các bạn sẽ lấy một cái nguyên khối màu xanh luôn, rất là đẹp. Rồi, và cũng lâu rồi mình chưa chơi Pyramid, bây giờ mình sẽ làm một vài show cho các bạn coi cái về cái kiểu cách chơi tốc độ của con Pyramid này nha. Thì mình sẽ làm khoảng 1-2 show gì thôi. Ok, thì mình sẽ giveaway con này luôn. À, tại vì mình để ở nhà nhiều, mình không có chơi, để nó chật nhà lắm, với lại để nó cũng phí lắm, nên mình sẽ tặng cho bạn nào đó luôn. Thì nói chung là cái tỷ lệ tham gia á, thì mình sẽ không nói trong video này nha. Mình sẽ luôn luôn để tỷ lệ tham gia ở cái phần comment bài mình ghi trên đầu luôn. Thì các bạn có thể theo cái phần tỷ lệ đó mà tham gia nha. Đấy. Thì nói chung là giveaway á, thì nó cũng thứ nhất á, là mình tặng quà cho các bạn,
mình có thể thể hiện một sự cảm ơn của đến các bạn là để theo dõi cái kênh Rubik's Ocean này. Thứ hai nữa là mình muốn giải phóng những con Rubik mình không dùng cho nó lỡ chật nhà thôi. Đó. Ok. Rồi, và trên đây là cái video review nhanh về con Pyramid dạ quang này. Thì nếu mà bạn nào mà mình nghĩ là chịu chơi mình sưu tầm á thì mình nghĩ là nên mua về và test sticker ra thì trưng bày cũng khá là đẹp. Nhưng mà cái con hàng này khá là hiếm. Mình nghĩ vậy, tại vì nó cũng đã bị thất truyền khá là lâu rồi. Ít người nhắc đến và cũng ít người biết và cũng ít người sử dụng nữa. Đấy, như mình đã nói rồi, cái con này là nó chỉ có tính chất là sưu tầm thôi chứ nó không để chơi. Để chơi tốc độ. Đó. Rồi, và các bạn thấy video này như thế nào? Có hay không? Nếu hay thì cho mình xin một like nha. Còn bạn nào mà có thắc mắc gì hay là có khó khăn gì hay là có ý tưởng gì mới thì comment phía dưới nha. Rồi, video này sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.